Ông ta Lê Diệp, gần đây những lời quảng cáo tranh cử lập lờ của ông với những trò mưu mô xảo quyệt, những lời nói láo trắng trợn mang lại sự rạn nứt trầm trọng cho cộng đồng và gây hoang mang, lo lắng cho mọi người. Tại sao ông nói ông Hoàng Kiều là một người tỷ phú của Trung Cộng? Điều này hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật. Tôi cho ông Taylor biết, ông Hoàng Kiều là người Quảng Trị, là cháu ruột của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Ông là cư dân Mỹ từ năm 75 và có quốc tịch Hoa Kỳ từ nhiều chục năm qua. Nhiều năm trước, ông Hoàng Kiều qua Thượng Hải để lập công ty Rush, cũng như ông Steve Jobs qua Quảng Châu để thiết lập nhà máy sản xuất cho công ty Apple. Từ khi ông Hoàng Kiều qua Mỹ vào năm 75, ông hấp thụ được nền dân chủ Hoa Kỳ. Năm 2019, bắt đầu gần gũi với cộng đồng Nam Cali, ông Hoàng Kiều vô cùng kinh ngạc khi thấy lối tuyên truyền có tính cách khống chế cộng đồng của Taylor Diệp và Andrew Đỗ. Làm ông không ngờ, cái thủ thuật kèm kẹp cai trị kiểu cộng sản lại có thể xảy ra ở Little Sài Gòn này. Vì thế mà ông Hoàng Kiều đã nỗ lực gánh vác việc tranh đấu để loại bỏ đi những thành phần dân cử có dã tâm cai trị cộng đồng. Ông Taylor, đáng lẽ ông phải thấy được người Việt mình có một người tỷ phú duy nhất, có trách nhiệm, có lòng với mọi người. Ông phải học theo, nhưng tiếc thay, thay vì như vậy, ông lại tiếp tục gieo rắc nói láo, vu khống chụp mũ đối thủ của mình và ông Hoàng Kiều. Ông Taylor chỉ vì tham vọng thắng cử mà ông bất chấp mọi thủ đoạn đê tiện, lợi dụng việc người Việt chúng ta đang căm phẫn Trung Cộng xâm chiếm Biển Đông để vu khống cho ông Hoàng Kiều nhằm lôi kéo dư luận cử tri về phía ông. Đây là một việc làm không đứng đắn và rất ác độc. Với tư cách là chủ tịch cộng đồng, tôi có trách nhiệm lên tiếng cảnh cáo ông và thông báo cho đồng hương biết hành động xỏ lá và ác độc này. Hành động của ông làm xấu hổ và nhục nhã cho nhân phẩm người Việt chúng tôi. Đã đến lúc ông phải đứng thẳng làm người, nói thật và tranh cử một cách trong sạch, đàng hoàng để làm gương cho thế hệ tương lai. Tôi mong ông nghiền ngẫm và phản ảnh lại hành vi của mình để sửa đổi. Xin chào ông.